Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Trung Duệ giảng Yếu Chỉ Thiền Tông và thầy Thanh Nguyên giảng Kinh Vi Diệu Pháp. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Yếu Chỉ Thiền Tông, thầy Trung Duệ nói về lục tổ Huệ Năng, quê quán của ngài ở Phạm Dương, cha tên là Hành Thao, làm quan bị giáng chức đày đến Tân Châu. Khi ngài lên 3 tuổi, không may cha lại mất sớm. Vì gia cảnh nghèo khổ, ngài phải đi bán củi ngoài chợ để nuôi mẹ. Một lần có cơ duyên nghe được lời kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ. Sau khi biết được ngũ tổ Hoành Nhẫn ở chùa Đông Thiền có trì kinh Kim Cang, nên ngài liền đến đó để lễ bái tổ mà cầu đạo. Thầy giảng, khai ngộ có hai nghĩa trong Thiền Tông. Một là giải ngộ, tức là thấu triệt được tất cả nghĩa lý trong kinh. Hai là chứng ngộ, nghĩa là đích thân dẫn đến thấu triệt được tự tánh. Người đương cơ cầu đạo thì chỉ có một tâm thống thiết sanh tử. Đó là nhân duyên phát tâm của một vị trên nhân địa, tức là tự tánh. Qua việc đối đáp giữa ngũ tổ và ngài Huệ Năng, nói lên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Ngũ tổ bảo các môn đồ mỗi người làm một bài kệ trình lên kiến giải của mình. Ngài Thần Tú trình kệ như sau: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Thầy giảng, tâm trạng của ngài Thần Tú cũng giống chúng ta, học Phật vì sợ nghiệp chướng, mê mờ. Từ điểm này cho thấy là chúng ta tu theo pháp sanh diệt, còn bậc thượng thừa thì tu pháp không sanh diệt, cho nên các vị tổ chứng pháp vô sanh. Ví dụ, thấy có hoa đốm trong hư không là do mắt nhậm mà sanh, hư không là dụ cho tự tánh, hoa đốm ví như vọng tình, vọng thức thì là pháp sanh diệt. Hoa đốm vốn không thật, nên không có chỗ sanh ra, không có chỗ diệt, cho nên phải trị cái mắt nhậm, thì hoa đốm sẽ không còn. Ngũ tổ diễn tả cái dụng của tự tánh cho ngài Thần Tú nghe. Ngài Huệ Năng vì không biết chữ nên nhờ ngài biệt giá viết dùng kệ sau đây. Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một Phật, nơi nào dính bụi trần. Thầy phân tích, hai bài kệ này đối nghịch với nhau. Bài kệ của ngài Thần Tú còn thức tâm phân biệt, chưa chuyển thức thành trí. Còn bài kệ của ngài Huệ Năng tả về tự tánh, người kiến tánh không bị vướng mắc bởi ý thức. Đồng thời cũng dựa trên bài kệ của ngài Thần Tú mà phủ nhận, nhưng không lập sở trụ, vì tự tánh vô trụ. Bài kệ của ngài Huệ Năng làm các đồ chúng đều ngạc nhiên và tán thán. Ngũ tổ sợ người ám hại nên liền bôi bài kệ và nói rằng cũng chưa thấy tánh. Hôm sau tổ lên đến nhà giả gạo và hỏi gạo trắng chưa. Ngài Huệ Năng đáp rằng trắng đã lâu, còn thiếu dần sàn thôi. Tổ lấy gậy gõ 3 cái rồi bỏ đi. Ngài Huệ Năng hiểu ý nên đến canh ba vào bên trong thất gặp tổ. Tổ dùng cà sa che lại không cho người thấy, rồi thuyết kinh Kim Cang đến câu kinh ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thì ngài Huệ Năng liền đại ngộ, tất cả vạn pháp chẳng lìa tự tánh, bèn bạch tổ rằng đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, vân vân. Thầy giảng, khi nghe kinh Kim Cang thì lục tổ Huệ Năng đã phá được sơ quang, rồi triệt ngộ luôn trùng quang và mạc hậu lao quang. Vào giờ học Vi Diệu Pháp, thầy Thanh Nguyên giảng tiếp về mối tương quan của tâm sở hữu tư giữa bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thứ nhất là giữa tâm và tưởng. Khi tâm nghĩ tới hạnh phúc hay khổ đau thì tưởng cũng nghĩ đến
cảnh hạnh phúc hay khổ đau. Thứ hai là giữa tâm và thọ, khi tâm biết cảnh tốt hay xấu thì thọ sẽ thọ lãnh hân hoan hay ưu buồn. Thứ ba là giữa tưởng và thọ, khi tưởng tới cảnh tốt đẹp không thật thì thọ sẽ hân hoan. Ngược lại, tưởng tới cảnh xấu không thật thì thọ ưu bi, khổ não. Trong trường hợp này, tưởng là điều đang nghĩ tới tương lai gần, như một đứa bé nhìn thấy bong bóng có nhiều màu sắc từ xa, thì nó cảm thấy hân hoan, vui mừng và muốn sở hữu được chúng. Thứ tư là giữa thọ và tưởng. Khi thọ hân hoan thì tưởng sẽ huy hoàng. Ngược lại, khi thọ sầu thảm thì tưởng sẽ u ám. Đối với trường hợp này, tưởng không còn là quá khứ nữa mà tưởng tới tương lai. Thứ năm là giữa tâm và hành. Khi tâm hướng tới việc ác thì hành phát sinh hành động từ thân khẩu ý ác. Ngược lại, tâm hướng thiện thì hành cũng tạo tác thiện từ thân khẩu ý. Thầy nói đây là mối liên hệ rất quan trọng giữa tâm và hành, bởi vì khi tâm chúng ta hướng tới một chút về điều ác hay thiện thì hành động sẽ bộc phát ra rất lớn, giống như một đốm lửa nhỏ khi gặp gió thổi vào thì sẽ cháy lan ra rất nhanh, tạo thành một ngọn lửa lớn. Tâm sở hữu tư gồm có 6 phân loại. Sở hữu tư nhìn thấy sắc pháp, sinh ra việc cố ý ghi nhận cảnh. Hợp với thanh, sinh ra việc cố ý ghi nhận âm thanh. Tương tự với hương, vị, xúc pháp cũng vậy. Thầy giảng đến tâm sở hữu nhất hành, gọi là Ekagata. Eka là một chiều duy nhất. Aga là cao độ, thuần túy chỉ có một điểm. Ta là biến cách. Ekagata là trạng thái thuần túy, nhất điểm hay nhất hành đi đến một chỗ. Tâm sở hữu nhất hành là điều kiện quan trọng sơ khởi đầu tiên để đưa đến định, và tác năng là trợ giúp cho tất cả các tâm sở còn lại đồng sinh, đi đến một hướng. Chức năng của tâm sở hữu nhất hành là kết dính tất cả các tâm sở còn lại với nhau thành một khối thống nhất. Nhờ vào chức năng này giúp tứ đại đạt được điều hòa, thân khỏe, tâm an. Ngược lại, bệnh tật phát sinh, tứ đại tan rã. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp cao đẳng sẽ được thầy Trung Duệ giảng Yếu Chỉ Thiền Tông và thầy Thanh Nguyên giảng về Vi Diệu Pháp. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Kính thưa quý vị, nhân dịp xuân Nhâm Dần sắp đến, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ tổ chức lễ tất niên và tạ pháp vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng năm 2022. Kính mời toàn thể học viên, gia đình và bạn hữu cùng tham dự. Đây là duyên lành cho các học viên có cơ hội thành kính tri ân quý giáo thọ sư đã dày công giảng dạy Phật Pháp. Nhờ đó mà các học viên hiểu sâu và thực hành đúng chánh Pháp để có được đời sống hạnh phúc. Sau buổi lễ tất niên, học viên sẽ được nghỉ Tết trong 3 tuần và trở lại học như thường lệ vào thứ Hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022. Mọi sự phát tâm cúng dường hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.